chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái mẫu quần bikini cô ở hai bên trang trí họa tiết hoa hướng dương như thế này rồi. Đi đôi với nó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc cái mẫu áo bikini với hai hoa hướng dương như thế này ha. Mẫu này thì mình sẽ làm cột dây và mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng giảm size cho cái mẫu áo của mình ha. Mặt sau nè và mặt trước. Đầu tiên thì mình sẽ móc cái phần nhụy trước. Các bạn sẽ tăng giảm size ở phần nhụy ha. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Mũi kép đơn thứ bảy. Kép đơn thứ 8. Tiếp tục mũi kép đơn thứ 9. Mũi kép đơn thứ 10. Kép đơn thứ 11. Và mũi kép đơn thứ 12. Khi có được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, ta đâm kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên. Thì đây là mũi kép đơn đầu tiên nè, chân móc của nó là chân này ha. Móc vào một mũi dời. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Ta nắm sợi len ngắn cuốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Mình sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên hoàn tất có 12 mũi kép đơn tạo ra 12 chân cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Chân móc đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng thứ nhất. Móc vào đó 2 mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân cứ móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân thứ hai móc 2 mũi kép đơn nè. Tiếp tục chân thứ ba cũng móc 2 mũi kép đơn. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Chân cuối cùng chân thứ 12 cũng móc 2 mũi kép đơn nè. Khi hoàn tất cái vòng móc này thì mình sẽ có tổng cộng là 24 mũi kép đơn cho cái vòng móc này. Kết thúc vòng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc vào một mũi dời. Lúc này cái phần nhụy của mình nó sẽ có cái độ rộng ra và đường kính của phần nhụy lúc này nó sẽ tầm khoảng 4 cho đến 4,5 cm tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật và mũi móc của mình nó cao hay thấp ha. Đối với những bạn nào mà muốn tăng size á thì các bạn sẽ tăng cho mình ở hàng móc thứ ba của phần nhụy này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách móc ở cái hàng móc thứ ba ha. Tùy vào tay thợ móc hỏng hay chật, sử dụng chất len khác nhau và kim khác nhau, chiều cao của mũi móc nó sẽ khác nhau ha. Móc lên 2 mũi móc xích nè. Chân đầu tiên móc 1 mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai sẽ móc cho mình 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Lúc này diện tích của cái vòng tròn này nó sẽ tăng khoảng tầm 2 cho đến 3 cm tùy vào chiều cao của mũi kép đơn của mỗi thợ móc ha. Hoặc là đối với những bạn nào mà muốn giảm cái kích thước này nó nhỏ hơn á thì các bạn có thể thay thế cho mình cái mũi kép đơn này bằng mũi đơn hoặc là mũi nửa kép. Thì để móc mũi đơn mình cũng móc theo công thức một mũi móc đơn vào chân đầu tiên. Chân kế tiếp sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Lúc này đường kính vòng tròn của mình nó sẽ tăng ít hơn so với khi mà mình móc mũi kép đơn ha. Hoặc là muốn tăng nhiều hơn một tí các bạn có thể thay đổi bằng mũi nửa kép cũng được, hoặc là mũi kép đơn. Tùy vào size các bạn móc ha. Thì đối với size mình móc mình sẽ dừng lại ở hai cái hàng móc như thế này. Có được cái đường kính vừa phải rồi, size mình móc sẽ là size từ 6 tháng trở xuống ha. Lúc này mình sẽ tiến hành cắt len. Những bạn nào mà tăng size ở cái vòng móc thứ ba thì mình cũng tiến hành hết cái vòng móc thứ ba, sau đó mình sẽ cắt len ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần cánh hoa. Thì đối với chiều cao của cánh hoa này nó sẽ áp dụng cho cái phần nhụy 2 cho đến 3 hàng móc. Ta đâm kim vào cái chân phía sau của cái sợi len thừa ở phần nhụy nè. Phía sau nó là cái chân của mũi dời thì mình đâm kim vào đó. Sau đó các bạn đưa cho mình màu len của cánh hoa ra phía sau. Kéo cái sợi len này qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Khác với cái phần cánh hoa ở quần,
Cái cánh hoa ở phần thân quần á, mình móc một vòng móc ở phần nhụy thì cái cánh hoa nó sẽ có cái độ cao thấp hơn so với là khi mà mình tăng cái phần nhụy ha. Đây thì lúc này cái phần cánh hoa á, mình sẽ tăng cái độ cao của phần cánh hoa lên hơn. Thì bây giờ các bạn di chuyển kim cho mình đến cái chân móc đầu tiên. Móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Một mũi nửa kép cũng vào cái chân móc đó. Mình sẽ thêm một mũi kép đơn cũng vào chân móc đó luôn. Như vậy là ở cái chân móc đó mình sẽ có 3 mũi tăng cái độ cao cho cái phần cánh. Móc lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục đâm kim vào cái chân móc xích đầu tiên có cái đường nằm ngang ở phía sau này nè, móc vào đó một mũi dời. Di chuyển kim đến chân kế bên, móc cho mình 3 cái mũi ngược lại với 3 mũi mà mình vừa móc. Tức là ta sẽ có một mũi kép đơn trước. Vào cái chân móc kế bên ha. Một kép đơn nè, sau đó là một mũi nửa kép. Và một mũi móc đơn cũng vào cùng chân móc. Như vậy là phần cánh hoa của mình nó sẽ có cái độ cao hơn và cái bên hông nó sẽ có cái độ rộng ra ha. Để kết thúc cái phần này, đâm kim vào chân của cái mũi kế bên, móc một mũi dời. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần cánh hoa. Từ cánh này đến cánh tiếp theo, thì khi mình đã móc mũi dời vào chân kế bên rồi, chân kế tiếp móc một mũi móc đơn, một mũi nửa kép và một mũi kép đơn. Ta tăng được độ cao của mũi móc rồi ha. Móc lên 2 mũi móc xích để tạo độ nhọn cho phần cánh. Đâm kim vào chân móc xích đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó di chuyển kim đến chân kế bên, móc cho mình 3 mũi ngược lại. Tức là một mũi kép đơn. Sau đó là một mũi nửa kép. Và một mũi móc đơn cũng vào cùng chân móc. Kết thúc thì đâm kim vào chân kế bên, móc cho mình một mũi dời để mình kết thúc cái cánh này và bắt đầu cánh tiếp theo ha. Sau đó làm tương tự cho mình cho các cánh còn lại cho đến cuối. Sau khi móc được đến những cái chân móc cuối cùng, mình sẽ tạo ra được cái phần cánh hoa như thế này. Kích thước của cánh hoa nó sẽ tương thích với cái phần nhụy ở 2 cho đến 3 hàng móc nha. Đâm kim vào cái chân kế bên, móc một mũi dời để mình kết thúc cái cánh cuối cùng này. Và để cho cái khoảng cách giữa cái cánh đầu tiên và cánh cuối cùng nó sát nhau á, thì mình đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn mà ta móc đầu tiên ở phần cánh đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len lúc này đang nằm ở mặt phải. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc. Sau đó kéo sợi len ra phía sau và giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha. Ta sẽ hoàn tất được cái phần bông hoa như thế này. Hoa đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình một hoa nguyên như thế này ha. Đến cái hoa thứ hai nè thì mình sẽ nối lại với cái hoa đầu tiên. Thì cái phần hoa thứ hai khi các bạn móc cho mình nhiều cánh, mình sẽ chọn một cánh bất kỳ để mình nối cái cánh này với một cánh bất kỳ của cái phần hoa còn lại. Trước khi nối thì móc lên một mũi móc xích. Thay vì là 2 mũi ha thì lúc này mình sẽ móc lên một mũi thôi. Sau đó chọn một cánh bất kỳ của cái phần hoa đầu tiên á. Mình sẽ đâm kim vào khoảng trống của 2 mũi xích ở đây nè. Sau đó kéo cái nút mà mình đang có ở cái cánh mà mình đang móc lỡ dở nè. Kéo nút này qua cái chân móc đó. Móc lên một xích. Sau đó mình đâm kim vào cái chân xích mà mình bắt đầu móc đầu tiên của cái cánh này nè. Móc vào đó một mũi dời. Ta đã nối được hai cái bông hoa lại rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ hoàn tất cái cánh tiếp theo này bằng một mũi kép đơn nè. Sau đó là một mũi nửa kép và một mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Như vậy là mình đã nối được hai phần cánh lại tạo cái cúp ngực như thế này rồi ha. Sau đó các bạn sẽ móc cho cái cánh còn lại ở cái phần hoa còn lại cho đến cuối. Và mình cũng giấu len tương tự như cái phần hoa đầu tiên ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hai cái cúp ngực như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần dây. Đối với cái phần dây của mình á, do mình sử dụng màu len khác để mình móc cái phần dây, nên là khi các bạn móc cho mình một hàng xích á, ở phía sau á, cái sợi len thừa á, nó sẽ giấu vào trong cái phần màu vàng nè. Nó sẽ không có được đẹp cho cái sợi dây của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình móc mà không cần phải giấu len.
Trước tiên là phải đếm cái số cánh hoa mà mình có được ở mỗi bông hoa nè. Từ cái phần mà mình nối ha. Đây, mình sẽ đếm cái số cánh hoa có được, sau đó các bạn chia cho mình từ cái phần nối qua hai bên nè. Mình sẽ chọn hai cái đầu cánh đối diện với lại cái phần mà mình nối để mình móc cái sợi dây luôn ra phía sau. Sau đó còn lại cái cánh ở phần đỉnh nè thì mình sẽ chọn cái cánh nằm chính giữa nha để mình tạo cái phần dây buộc ra cái phần cổ. Thì khi đã chọn được hai cái đầu cánh rồi, các bạn sẽ lấy cho mình cái sợi len khác màu. Từ cái điểm này mình sẽ kéo một đoạn len vừa đủ dài, dài hơn so với cái kích thước của cái sợi dây mà các bạn cần. Sau đó các bạn đưa cho mình cái sợi len đó ra phía sau. Ra phía sau cái cánh, cái đỉnh của cánh mà mình chọn là móc sợi dây á. Cũng đâm kim vào cái đỉnh đó. Sau đó mình sẽ đưa cái sợi len ra phía sau, kéo sợi len qua cái đường móc này. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Sau đó đây là cái sợi dây mà mình chừa ra nè, thì các bạn đưa kim xuống phía dưới, luồn lên phía trên, kéo cái sợi len mà mình đang cầm trên tay qua chân móc. Sau đó tiếp tục móc một mũi móc xích và luồn kim xuống phía dưới, kéo cái sợi len đang cầm trên tay qua. Móc lên một xích nè, sau đó luồn xuống phía dưới, kéo cái sợi dây mình đang cầm trên tay qua. Thì thay vì mình cứ cầm cái sợi len mà mình kéo dài ra, đưa vào chính giữa kim với sợi len mình đang cầm trên tay, cứ đưa lên đưa xuống như thế này, thì khi đưa lên đưa xuống như vậy nó sẽ mất thời gian ha. Các bạn cứ cầm cho mình cái vị trí của cái sợi len mà mình chừa ra nè, sát với lại cái xích đó, sau đó mình sẽ luồn kim xuống phía dưới của sợi len mà mình chừa nè, kéo cái sợi len đang cầm trên tay qua, sau đó lên một xích. Cứ một mũi thì mình sẽ đâm kim ở dưới sợi len, còn một mũi là mình sẽ đâm kim ở trên ha. Cứ móc như vậy cho mình cho đến khi mình đạt được độ dài của sợi dây là được. Như vậy là mình sẽ tạo ra được cái sợi dây mà nó không cần phải giấu sợi len thừa nè. Lúc này khi các bạn móc cho mình đến hết cái đoạn dây thì ở đầu dây nó sẽ có hai cái sợi len thừa ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được các cái sợi dây để mình cài vào trong thân rồi nè, thì ta sẽ hoàn tất được một mẫu áo bikini như thế này. Hai sợi dây bên hông này mình sẽ cột ra ở phía sau, còn hai sợi dây bên trên thì mình sẽ cài ra phía sau cổ ha. Đi đôi với mẫu áo này thì mình có móc thêm một cái mẫu quần bikini với họa tiết hoa hướng dương. Mẫu quần này mình có hướng dẫn ở bài trước rồi ha. Mình có link ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả, sau đó mình tăng giảm size cho phù hợp. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!